Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tại phòng khách của căn hộ chung cư của Hắc Nham, chiếc USB trong tay đưa lên, Hắc rực ngây ra. Em, Hắc Nham giải thích, thực ra hôm nay em tìm anh là vì cái này. Anh chăm chú nghe cậu nói. Em đã tìm được địa chỉ của kho vũ khí mà anh muốn tìm, cho nên anh đừng hòng bỏ em sang một bên. Cậu xúc động đứng dậy nhất quyết muốn anh phải dẫn em đi cùng, đây là điều kiện để em giao USB cho anh, anh không đồng tình quát. Em đừng có ăn nói lung tung ở đây, em có biết nơi đó đồng nghĩa với cái gì không? Ngay cả anh cũng không thể đảm bảo bản thân mình có thể toàn thân rút lui, em đi theo làm cái gì? Hắc Nham cắn chặt răng sau đó nắm lấy cổ áo anh, cậu không chịu thua đáp trả, được thôi. Anh không dẫn em đi thì em liền nói địa chỉ này cho tất cả mọi người đều biết, chẳng thể nói nổi cho cậu hiểu, anh đành nắm lấy tay cậu giữ lại. Bỗng cánh cửa mở ra, Lữ Xuân cùng Bách Luân đi vào vô tình chứng kiến cảnh này, Bách Luân trêu chọc nói, ồ đôi tình nhân tán tỉnh ve vãn rồi kìa cả hai tức khắc chối bỏ hắc nham và hắc dực đồng loạt cùng lên tiếng ai thèm tán tỉnh ve vãn với anh ấy chứ tại căn cứ của lăng gia diệp giao vui vẻ cười nói với thẩm kiều nhi lăng dạ thầm tự tính toán lát nữa mình phải bảo thuộc hạ đi điều tra lai lịch của người nữ này mới được thẩm kiều nhi quay lại cười nói cũng đã mua đầy đủ đồ cần thiết rồi tôi có thể giúp em gái a phi đúng là vinh hạnh của tôi mà lăng dạ gật đầu đồng ý thẩm kiều nhi quay ra nói với diệp giao em gái à thực ra hôm nay chị còn muốn mua một vài vật dụng dành cho em bé em có thể đi cùng chị không diệp giao muốn biết ý lăng dạ như thế nào anh lập tức bảo đi đi anh vẫy tay tạm biệt dõi theo bóng dáng của thẩm kiều nhi anh nhíu mày chẳng biết có suy tính gì trong chuyện này sau đó ra lệnh cho thuộc hạ các cậu lặng lẽ theo dõi bọn họ nếu người phụ nữ này có hành động bất thường nào thì mau chóng báo cáo cho tôi biết anh không quên nhấn mạnh đặc biệt là bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt thuộc hạ nhận lệnh hô vâng trên đường phố xe cộ qua lại tấp nập diệp giao vừa đi vừa nói chị kiều nhi em nghe nói có một cửa hàng rất tốt không để ý ánh mắt thẩm kiều nhi liếc nhìn bên kia đồng bọn ra tín hiệu chuẩn bị sẵn sàng cô ta đắc ý nở nụ cười nham hiểm trong khi đó diệp giao vẫn vô tư lo lắng cho cô ta mang thai rất vất vả nhỉ nếu chị không đi lại được thoải mái thì đừng một mình ra ngoài không được an toàn cho lắm cô ta vuốt ve cái bụng giả nói đợi em mang thai rồi thì biết mỗi ngày đều bị nhốt ở trong nhà chán lắm cũng may là có em gái đi cùng với chị bất chợt một gã lái chiếc mô tô phóng như tên bắn lao đến bọn họ gã định giật lấy chiếc túi của thẩm kiều nhi diệp giao vẫn chưa phản ứng kịp nhìn cô ta ra sức giữ chiếc túi bỗng gã rút ra con dao diệp giao vô cùng thất kinh thân thủ nhanh nhẹn đứng chắn bảo vệ thẩm kiều nhi một âm thanh phập của con dao ghim xuống ra thịt xé toạt lớp biểu bì làm máu văng tung tóe diệp dao bị thương máu chảy ròng ròng con dao dính máu vẫn còn trên tay gã hung thủ chĩa về phía bọn họ mục tiêu gã ta định lao tới hạ sát là diệp dao thẩm kiều nhi phát hiện thuộc hạ của lăng dạ đúng lúc chạy đến tiếp ứng cô ta dùng ánh mắt ra tín hiệu cho gã hung thủ bảo mau đi đi nhận được lệnh gã ta lập tức xoay người bỏ chạy khiến diệp dao lấy làm lạ âm thanh nẹt bô của chiếc mô tô từ đâu lao đến phá tan bầu không khí ánh mắt lăng dạ sắc lẹm khóa chặt đối tượng trước mắt anh lao nhanh đến nỗi gã hung thủ kinh hãi anh bắt đầu tăng tốc tức giận nói còn muốn chạy sau đó trước mắt gã ta trở nên đen sập lại anh phẫn nộ mày chán sống rồi đấy dám đụng đến người của tao cơn giận ngút trời của lăng dạ hạ gã ta một đòn nằm gục dưới chân diệp dao vụ việc được giải quyết lăng dạ lao đến ôm lấy diệp dao vào lòng nói a phi anh đến muộn rồi diệp dao nhẹ nhàng gọi lăng dạ anh không quên quay sang ra lệnh bắt lấy hắn cho tôi gã hung thủ thua toàn tập bị áp giãi dẫn đi anh vô cùng lo lắng a phi em không sao chứ diệp dao lắc đầu trấn an chỉ là vết thương nhỏ mà thôi anh không cần lo lắng cho em. Thấy người yêu mình như vậy không yên tâm chút nào anh kiên quyết nói, không được anh dẫn em đi bệnh viện, không quên Thẩm Kiều Nhi vẫn còn đứng kế bên lăng dạ liếc nhìn cô ta. Anh phát giác cô ta có chút không ổn, sau đó cô ta vô lực ngã xuống, trong sắc mặt cô ta tái nhợt đi chắc do bị sốc vụ khi nãy. Nằm trên giường Thẩm Kiều Nhi dần mở mắt, cô ta định ngồi dậy nói gì đó thì bị lăng dạ giơ tay chặn lại, anh không vòng vo chất vấn. Cô đến cái nhà này rốt cuộc cô có mục đích gì? Cô ta giật bắn cố gượng cười nói, mục đích sao lăng dạ cậu đang nói cái gì vậy? để không bị lộ cô ta nói dối sao tôi có thể có mục đích gì chứ tôi đến nơi này chẳng qua chỉ là vì lăng tiêu mà thôi chuyện mới nãy chỉ là sự cố lăng dạ hung dữ cảnh cáo hừ cô tốt nhất là đừng đụng đến a phi nữa nếu để tôi bắt thêm lần nữa thì tôi tuyệt đối sẽ khiến cô phải hối hận cô ta cứng họng chẳng nói lời nào diệp giao đi vào lăng dạ sao anh lại ở đây anh giải thích anh không yên tâm cho nên qua đây coi thử căn cứ còn có việc anh qua đó trước hôm nay em đừng đi đâu ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi diệp giao trả lời ngắn gọn vâng còn thẩm kiều nhi cúi mặt chẳng nói nhưng trong nội tâm đang gào thét tiêu rồi lăng dạ đã bắt đầu nghi ngờ mình xem ra chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mà thôi chuyển đến biệt thự tiêu minh bước chân tiến đến thẩm kiều nhi ôm trầm lấy tiêu minh nũng nịu gọi thiếu chủ ơi cô ta báo cáo nhiệm vụ về phía lão già của lăng ra dạ đó đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi chi bằng chúng ta đẩy nhanh tiến đến độ kế hoạch đi nãy giờ tiêu minh không có phản ứng gì cô ta ghé sát tiêu minh nói hôm nay anh bị là sao vậy là tôi chưa cho anh ăn no sao tiêu minh nghe xong câu đó liền đẩy mạnh cô ta ra lời tiếp theo làm cô ta tỉnh mộng cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì a phi ở sau lưng của tôi công sức trở nên vô nghĩa lên tiếng thanh minh tôi làm cái gì lẽ nào không phải đều là vì kế hoạch của anh sao tiêu minh khó chịu nhíu đôi mày giơ tay bóc cổ thẩm kiều nhi găng giọng cảnh cáo cô ta tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám đụng đến cô ấy thêm lần nữa thì tôi lực tay siết lấy khiến cô ta cố nghẹt thở thiếu chủ khụ khụ ánh mắt tiêu minh dịu lại phần nào bàn tay cũng dần buông lỏng cô ta vô lực ngã khụy cô ta muốn biết lý do tôi rốt cuộc có chỗ nào thua con bạch phi đó chứ tiêu minh dừng khoảng vài giây sau đó nhắc nhở cô ta nhớ kỹ cô không có tư cách hỏi vấn đề này tiêu minh lạnh lùng thốt ra từng chữ cô chẳng qua chỉ là một con cờ của tôi mà bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể vứt bỏ một vùng ngoại ô nào đó ở nước pháp tuyết phủ khắp nơi hắc nham gọi điện thoại nói lăng dạ là tôi lăng dạ bên kia đầu dây trả lời alo hắc nham sao cậu lại chịu gọi điện thoại cho tôi rồi cậu không phải lo đi tìm người anh trai tốt đó của cậu rồi sao cậu ngại ngùng vội chặn lại khoan nói chuyện này đã tôi đã tìm được địa chỉ của kho vũ khí rồi bây giờ tôi chuẩn bị qua đó Lăng Dạ nói tôi biết chuyện đó rất nguy hiểm, có cần Bạch gia và Dạ gia giúp đỡ thì tôi sẽ lập tức chi viện cho cậu. Anh vui vẻ khoe, suy cho cùng tôi và A Phi còn đợi cậu quay về uống rượu mừng nữa đó, Diệp Dao cũng có ở đó phụ họa theo. Hắc Nham cho dù cậu không quay về thì tiền mừng cũng không thể thiếu đấy, nghe tin này cậu cảm thấy vui lây đáp, được nhất định. Đang nói thì Hắc Dực đã giật lấy điện thoại, máu ghen của Hắc Dực nổi dậy, nếu còn nhớ Nhung đến Lăng Dạ của em thì ở đây với anh làm gì? Quay về tìm cậu ta đi, Hắc Nham bàng hoàng nói anh, Lữ Xuân chứng kiến bèn lên tiếng định trêu sao các anh lại cãi nhau nữa rồi đã nói rõ là phải làm người bạn rồi mà hắc nham lấy lại điện thoại trong bất lực trả lại đây cho em nghe lữ xuân nói vậy cả hai thẹn hóa đâm ra giận mắng ai thèm làm bạn bè với anh ấy em ấy chứ lữ xuân bó tay chấm com công nhận vẫn đúng là một đôi mà âm thanh phành phạch của chiếc trực thăng bay đến bách luôn tháo cặp kính ra anh nói lớn ba người các cậu mau chóng tiến lên đi lữ xuân mừng rỡ khen ông xã đẹp trai quá chẳng nề hà thể hiện tình cảm xến xúa muốn chụt chụt ngay bây giờ người ta không ngại thì có hắc nham và hắc Dực ngại dùng chiếc trực thăng di chuyển đến dãy núi Anper Mở chiếc màn hình máy tính và giải thích, đây là bản đồ địa hình mà các cậu cần chúng tôi sẽ dựa theo lời hẹn mà đợi các cậu ở cùng một vị trí vào sáng mai. Nếu các cậu không đến thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi, cả hai chăm chú quan sát, suy cho cùng lúc trước nơi này chính là khu vực quản lý của quân đội. Còn về độ nguy hiểm các cậu chắc cũng tự biết rồi, Lữ Xuân Trấn An, cả hai không sao các anh nhất định có thể làm được, Hắc Nham cảm kích nói Lữ Xuân cảm ơn cậu. Cũng nhờ có cậu giúp tôi che giấu anh trai của tôi, Lữ Xuân lại bắt đầu phấn khích tôi tin các anh nhất định sẽ giống như những câu chuyện cổ tích vậy các anh sẽ được chân tình trong hoạn nạn có một happy ending tôi đánh giá cao các anh đấy chuyển đến cảnh dưới núi chiếc trực thăng rời đi sau khi thả hai người xuống hắc nham khẩn trương nói đi thôi hắc rực liếc nhìn cậu ừng một tiếng di chuyển đến nội bộ khu vũ khí thành công hắc nham đổ cả mồ hôi nói mau đi thôi còi báo động được kích hoạt rồi tiếp theo cả hai vội vã chạy vào tiếng còi báo động vang in ỏi khắp nơi chẳng may một tay bắn tỉa sớm ngắm chúng hắc nham từ xa bản thân hắc rực nhạy cảm cảnh giác biết có nguy hiểm phản xạ nhanh nhẹn hét gọi hắc nham và đẩy ngã cậu tiếng súng trường rền vang như xé toạt nơi đó bên ngoài núi tuyết những dấu chân kèm theo vạch máu in trên đất một cách rõ rệt hắc rực bị chúng đạn sắc mặt trở nên khó coi lo sợ nói bọn họ sắp đuổi kịp rồi để anh giữ chân bọn họ em mau đi cậu cắn chặt răng đè nén cơn giận quay sang mắng bây giờ anh còn nói được như vậy nữa hả sao em có thể vứt bỏ anh lại được di chuyển một hồi cũng đến khu nhà có đèn sáng đúng lúc đám kia đuổi kịp đến bọn chúng đang ở phía trước mau chống tìm kiếm cho tao đàn chó săn bắt đầu đánh hơi truy lùng hắc rực hết cách khuyên nếu em không bỏ anh lại thì chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở đây trong đầu cậu cố gắng vận hành mọi chất xám làm sao đây làm sao đây mình nhất định phải nghĩ ra cách cậu ngước nhìn lên thấy núi ở trên mái nhà lung lay sắp đổ cậu quay sang nói với anh em có cách rồi một đống tuyết từ đâu rơi xuống người đàn ông tinh mắt phát hiện sau đó la lên cảnh báo là sạt lở tuyết mau chạy thôi hắc nham động viên hắc rực anh kiên trì thêm một chút nữa chúng ta sắp đến nhà gỗ rồi hắc rực dùng tay bịt chặt miệng vết thương ngăn máu chảy ra cuối cùng cũng đến nhà gỗ Hắc Nham dùng chân đạp mạnh vào, bên ngoài trời đổ tuyết cộng thêm vết thương chảy máu khiến anh thở hổn hển, cậu đỡ anh đến giường nằm xuống. Anh khó chịu trong người mồ hôi tuôn trào, cậu trấn an anh, nhẫn nhịn thêm một chút nữa, vết thương trên bụng máu cứ chảy ra mãi. Thấy vậy cậu lo lắng vô cùng, em lập tức xử lý vết thương giúp anh, ngó đông ngó tây định kiếm hộp cứu thương. Anh hất tay cậu nói mặc kệ anh em mau đi đi, bọn họ vẫn sẽ đuổi theo chúng ta đấy, cậu uất ức hết anh đừng hòng nghĩ như vậy. Muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết, bây giờ em sẽ băng bó vết thương cho anh, cậu đến kéo ngăn tủ lục lọ vì nơi đây nhiều ngày không được lao chùi bụi làm cậu ho khụ khụ than phiền nhiều bụi quá bên trong ấy vậy mà có những thứ cậu đang cần quá tốt rồi nơi này có rượu còn có vải bông cậu thành thục xé rách mảnh vải chủ động cởi áo giúp anh đôi tay ân cần băng bó vết thương cậu thấy anh đau dỗ dành anh nhẫn nhịn thêm một chút sắp băng bó vết thương xong rồi anh thở hộc hộc mắn đồ ngốc này tại sao em còn chưa đi nữa ấy vậy cậu vẫn đang nghiêm túc làm việc của mình hắc rực bắt đầu dần mờ đi một lúc sau vết thương trên cơ thể hắc rực được băng bó kỹ lưỡng cậu kề sát chán anh đo nhiệt độ khó khăn lắm mới cầm máu được nhưng có vẻ vẫn còn sốt cậu chăm lo từng ly từng tí dùng khăn lau lau những giọt mồ hôi trên ngực anh bất chợt anh ngã xuống cũng may ngã lên vai cậu cậu bất giác đỏ mặt ngón tay chạm lên vết thương lúc trước ở bả vai của anh cậu nhớ đây cũng là vết thương do bảo vệ mình mà có được anh ấy cứ luôn như vậy nhưng cuối cùng vẫn là anh ấy bảo vệ mình anh khó chịu thừa thào nói nước anh muốn uống nước ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh nhớ ra đúng rồi nơi này không có nước nếu anh ấy muốn uống nước thì chỉ có thể để tuyết tan chảy mà thôi vừa nghĩ cậu liền lấy tấm vải tiếp đó mở cửa đi ra ngoài phù lạnh quá dưới thời tiết âm mấy độ như này mặc cho bị bỏng lạnh vẫn cố lấy đầy tuyết tình trạng hiện tại cộng với trời lạnh làm anh ho khụ khụ bàn tay bỏng rát của cậu đang vắt từng giọt nước cho vào ly cậu đỡ lấy và giúp anh uống nước cơ thể của anh chưa có dấu hiệu khả quan không được nhiệt độ vẫn là rất cao cậu cởi chiếc áo khoác ra nơi này lại lạnh như vậy xem ra chỉ có cậu đưa ra quyết định dùng cơ thể của mình để giúp anh ấy hạ sốt một bên khác tại lăng gia hiện trường hôn lễ đang được tổ chức long trọng Diệp Giao như cô công chúa bận trên người bộ trang phục xinh đẹp và tiến vào lễ đường. Cả hai đối mặt nhau tự khắc trong lòng gọi tên đối phương A Phi, Lăng Dạ, người chủ trì bắt đầu đọc bản tuyên thệ, Lăng tiên sinh anh có bằng lòng mãi mãi bảo vệ cô ấy, bầu bạn với cô ấy giúp đỡ cô ấy vượt qua mọi khó khăn cho đến cuối đời không? Lăng Dạ không do dự nói tôi đồng ý, người chủ trì hỏi vậy thì hai người có bằng lòng kết thành phu thê không? Lăng Dạ và Diệp Giao vui vẻ cùng đồng thanh nói, chúng tôi đồng ý, cặp nhẫn tinh xảo được mang ra, nghi thức tiếp theo chính là bây giờ bắt đầu trao nhẫn cưới vì lăng dạ lấy nhẫn đàn ông nên diệp giao được một trận cười ha ha cô nói anh lại cầm nhầm nhẫn nữa rồi đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi chứ tại hiện trường diễn tập hôn lễ được trang hoàn lộng lẫy người chủ trì buổi lễ tức giận mắng tôi chưa từng nhìn thấy tân lang nào ngốc như anh vậy đó diệp giao cười ha ha nhầm xua đi sự xấu hổ có lẽ lăng dạ khá vụng về trong việc này vào lần đầu tiên thì đạp chúng đầm cưới lần thứ hai thì vấp ngã ở ngưỡng cửa còn lần thứ ba thì cầm nhầm nhẫn cưới người chủ trì càng nói càng không thể kiềm chế quát anh đúng là chọc tức chết tôi mà lăng dạ bị mắn tay tua quay ra uất ức tội nghiệp diệp giao đến xoa đầu dỗ dành một bàn tay đột ngột vỗ vai hóa ra là lão gia đến từ khi nào ông cất tiếng được rồi suy cho cùng nó cũng là lần đầu tiên kết hôn căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường lão gia ra thị phạm để lấy le với con cháu nói đúng là vô dụng để ta làm mẫu cho tân lang cả ba người trố mắt câm nín nhìn lão gia ra tuyết di tiến đến nói nhìn kỹ phong thái của ông nội nhé nhớ năm đó ông nội của con còn đẹp trai hơn con của bây giờ nữa lão gia ra cầm lấy chiếc nhẫn còn trên miệng ngậm nhánh hoa hồng vạt áo phấp phới trông thật lãng tử lão gia ra quỳ một chân cầu hôn một màn trình diễn quá mãn nhãn khán giả liền hô to diệp giao thở dài nói hai ông cháu nhà này vẫn đúng là giống y chang nhau mà bỗng quay ra không thấy bóng dáng ai đó cô thắc mắc đúng rồi lăng dạ đâu lăng dạ bị ông nội đánh chỉ đành ngồi co do ôm đầu mà khóc hu hu anh dần vật bản thân xin lỗi chuyện quan trọng như vậy mà anh lại cứ làm sai diệp giao dịu dàng đến an ủi không sao em tin anh mà cô ghé sát hôn lên má anh cái chuột nói đừng căng thẳng lần sau chúng ta nhất định có thể làm được cả hai hôn nhau một cách say đắm mọi người đứng chứng kiến vỗ tay bốp bốp mừng cho cặp đôi trẻ này tuyết di vô cùng xúc động thằng bé lớn rồi cuối cùng cũng thành công rồi mộ dung cũng vui thay cho đôi trẻ hai người phải hạnh phúc đó sắc mặt lâm uyên có chút biến sắc lăng dạ sướng dân cả người mình cuối cùng cũng tính là thành công rồi anh một phát bế diệp giao lên nói a phi chúng ta đi động phòng thôi cô nhắc nhở ba ngày ban mặt công việc ở tổng bộ vẫn chưa được xử lý xong để cô khỏi lo lắng anh trấn an yên tâm đi anh xin ông nội cho anh nghỉ phép rồi quan điểm của ông cháu nhà này coi như y hệt nhau 10 phút trước lão ra ra vẫy tay gọi qua đây đi ông nội sẽ dạy cháu cách làm cháu nghe cho kỹ đấy chả biết anh được truyền thụ cái gì mà nhanh đáp. Vâng cháu đã hiểu rồi, lão ra vui ra mặt, được rồi cháu cố của ta giao cho cháu đấy, thời gian trôi nhanh đến ngày hôm sau. Diệp Giao say sưa ngủ trên giường, còn lăng dạ cả đêm ôm cô trong lòng mình cả đêm, vừa tỉnh dậy cô bắt đầu gọi tên anh ưm lăng dạ, đôi mắt dần dần mở. Anh cố tình trêu cô, lăng phu nhân tối qua anh biểu hiện ra sao hả, lăng phu nhân em ngủ ngon lắm đấy, cô thẹn thùng đá anh lăn cù mèo xuống giường. Đáng ghét quá đi anh đang nói cái gì vậy, anh quay lại khẳng định A Phi em sắp trở thành phu nhân của anh rồi, cô mỉm cười khi nghe điều đó anh nâng bàn chân cô lên hôn cô chứng kiến màn này vô cùng hạnh phúc anh cực kỳ cưng chiều mình vẻ mặt anh dịu dàng trao cho cô anh chủ động đỡ cô nằm xuống nói tối qua anh đã làm em mệt rồi lang phu nhân em ngủ thêm nữa đi anh không quên dặn lát nữa anh sẽ bảo người hầu chuẩn bị món ăn mà em thích ăn nhất một lúc sau anh đã lên đồ bỗng vệ sĩ từ đâu chạy đến báo cáo thiếu chủ người phụ nữ mà anh bảo chúng tôi theo dõi đã có rộng tĩnh nghe tin anh khẩn trương hỏi ở đâu nhiệt độ cơ thể hắc dực chưa có dấu hiệu suy giảm anh nằm thở hồn hển Hắc Nham chủ động leo lên tự cởi bỏ chiếc áo. Từng cúc áo bắt đầu bung ra để lộ mảng da thịt mềm mại nuột nà. Cậu đỏ mặt ghé sát cơ thể anh kiểm tra. Cậu có thể cảm nhận từng làn hơi thở của anh thầm mỹ. Nóng quá vẫn may là nhiệt độ cơ thể của mình thấp. Anh khó chịu riêng gì từng cơn. Cậu nằm xuống ôm lấy cơ thể anh mà ủ ấm. Tư thế này có hơi kỳ quái nghe rõ hơi thở của anh. Cậu đành ngồi dậy trong đầu nghĩ. Không ngờ anh ấy lại bàn tay vươn đến giữ cánh tay của cậu. Trong vô thức anh mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng. Miệng nói đừng đi lạnh quá từ góc nhìn của cậu thấy anh đang mê man miệng thì mất máy thở hộc hộc dù gì cậu cũng không thể mặc được thầm cho qua thôi kệ đi nể tình anh ấy bị thương vì mình mình nhẫn nhịn một chút vậy bên ngoài gió tuyết bão bùng dữ dội thời gian trôi qua mau đến ngày hôm sau hắc rực mở mắt ra đập ngay vào mắt là quả đầu nhỏ trong lòng hoang mang nghĩ lẽ nào tối qua mình đã trông dáng vẻ cậu ngủ thật sự dễ thương bất giác khiến anh đỏ mặt tim đập chân run chợt tự nhắc bản thân mình đang suy nghĩ cái gì vậy anh đánh thức cậu mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa cậu trở mình um nhẹ một tiếng anh dịu dàng sờ chán phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu thay đổi trong thâm tâm mắng đồ ngốc này không ngờ lại sốt mất rồi tiếng chuông điện thoại kéo anh trở lại hiện thực anh bắt máy nói tôi là hắc dực đầu dây bên kia là bách luân hỏi bây giờ các cậu đang ở đâu bên ngoài cuối cùng bọn bám đuôi cũng đã đuổi đến một tên gọi lão đại phía trước có căn nhà gỗ sau đó gã ra lệnh tiến vào trong tìm kiếm cho tao gã bay đến đạp tung cửa gã khủng bố mở cửa nhưng tiếc là không có một ai một tên thuộc hạ thấy gì đó nói lão đại phía sau căn nhà có phát hiện dấu chân gã ta ra lệnh bảo đám thuộc hạ đuổi theo chuyển đến căn biệt thự xa hoa trên vùng núi tuyết, bọn chúng đánh giá căn biệt thự này có vẻ là được thương nhân giàu có nước nga mua rồi. chúng ta có cần tiến vào trong không? gã không kiên nhẫn liền nói tiến vào trong. bên ngoài hiên nhà đầy tuyết, lữ xuân xinh đẹp đang chăm chú chơi đùa với tuyết. bọn chúng chợt khựng lại vài giây đây là bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ này lập tức bị mê muội dùng giọng điệu chảy nước nói tiểu mỹ nữ là ai vậy? lữ xuân giả vờ giật mình, sau đó hét lớn. một con gấu hung dữ xuất hiện làm mấy gã sợ tái xanh mặt. hóa ra là bách luân cõng con gấu trên vai và dùng tiếng nga nói chuyện sao lại có ba tên tép diêu ở đây vậy hả lữ xuân trốn sau lưng anh cũng dùng tiếng nga nói ông xã bọn họ trêu gẹo em đó bọn chúng giật bắn người giải thích tôi không có tôi không phải đừng ăn nói lung tung bách luân khủng bố đe dọa dám đụng đến bà xã của tôi tôi bắn chết mấy người gã được gọi là đại ca sợ muốn tụt huyết áp một tên nói bọn họ đang nói cái gì vậy sao tôi cứ cảm thấy bọn họ đang rất tức giận đó bách luân cầm súng trên tay nở nụ cười ác độc làm bọn chúng bỏ chạy bây giờ chúng mới hiểu ý bách luân nói anh ta nói chúng ta trêu gẹo bà xã của anh ta chạy mau a a a hắc rực sọt tay trong túi quần đứng đó trông cho hắc nham ngủ bỗng cơn sốt hành cậu thở hồn hển chiếc khăn lạnh được anh ân cần đến lau mồ hôi cho cậu chỉ vì chăm anh cả đêm nên bản thân cũng bị nhiễm bệnh anh bất lực mắng đồ ngốc này tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng